Maybe it just took one hit of you. Now I'm addicted. You never know what's missing till you get it. Make your day when you feel the world is on your shoulders. I don't wanna make it worse, just wanna make us work. Baby, tell me I will do whatever. It feels like nobody ever knew me until you knew me. Feels like lại thôi thúc trái tim đến gần trái tim. Và ngày hôm nay
trải qua rất nhiều cung bậc của tình yêu, sóng gió, những sự khó khăn, để rồi đôi bạn trẻ Xuân Tuấn, Ngọc Bích đã đến với nhau bằng trọn cả trái tim tình yêu. Và chiếc thuyền tình yêu của đôi bạn trẻ đã cập bến bờ yêu thương trong muôn ngàn hạnh phúc trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị. Giờ phút này trân trọng kính mời quý vị cùng lắng nghe những lời tâm tư tình cảm từ phía vị đại diện cho họ nhà trai cũng là gia đình chủ hôn ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời quý vị cùng lắng nghe. Kính thưa hai họ, kính thưa toàn thể quý vị trong hôn trường, thật vinh dự và hạnh phúc cho gia đình chúng tôi. Hôm nay là một mùa, quý vị đã bớt chút thời gian đến chung vui cùng với gia đình chúng tôi. Chúng tôi không biết nói gì hơn, rất cảm ơn tấm lòng của quý vị. Và trong bữa tiệc hôm nay, không làm sao tránh khỏi được cái sự thiếu sót. Kính mong quý vị lượng thứ. Và tôi xin thay mặt họ nhà trai kính chúc quý vị được mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin cảm ơn.
Vâng, xin cảm ơn những lời phát biểu tâm tình từ phía vị đại diện cho họ nhà trai cũng là gia đình chủ hôn của chúng tôi ngày hôm nay. Và trong niềm vui hân hoan thì quý vị đã được chứng kiến phái đoàn họ nhà gái, đặc biệt là cô dâu Bích Ngọc Bích của chúng ta rất xinh xắn trong tình yêu lứa đôi. Giờ phút này thì xin trân trọng kính mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những lời tâm tư tình cảm cũng như là những lời đáp từ phía vị đại diện cho họ nhà gái. Trân trọng kính mời quý vị cùng lắng nghe. Vâng, kính thưa các vị khách quý, thưa ân nhân hai họ, thưa các cụ ông bà cô dì chú bác cùng toàn thể các bạn nam gần xa của hai cháu cùng với hai gì, hôm nay được sự nhất trí của chính quyền địa phương và ân nhân hai họ hai gia đình tổ chức ngày vui cho hai cháu, tôi xin đại diện họ nhà gái được hết cảm ơn quý vị đã bớt chút thời gian vàng ngọc về chung vui với gia đình chúng tôi và xin chúc quý vị có một sức khỏe hạnh phúc và thành công trong mọi việc. Và tôi cũng rất cảm ơn họ nhà trai đã tiếp đón nhà gái chúng tôi cũng rất là nồng nhiệt, xin cảm ơn ạ. Kính thưa quý vị, ông xuôi nói với ông xuôi, dông mới thể hiện xuân lứa lại vừa đôi. Và để đến lại thật tình tình đó, giờ phút này xin mời đứa bạn trẻ Xuân Tuấn, Ngọc Bích hãy cùng tiến về tháp bánh để cùng chung tay các chiếc bánh tình yêu. Xin mời đứa bạn trẻ. Kính thưa quý vị, thắp bánh vuông tròn tượng trưng cho tình yêu lứa đôi. Và giờ phút này, xin mời đôi bạn trẻ hãy cùng chung tay các chiếc bánh ngọt ngào và cầu chúc cho tình yêu của đôi bạn trẻ sẽ mãi mãi được ngọt ngào như chiếc bánh tình yêu. Vâng, xin chúc mừng đôi bạn trẻ và xin mời đôi bạn trẻ tiếp tục trở về với tháp điều để hãy cùng chung tay góp ly điều đồng, ly điều của lòng thủy chung đức hiếu dâng lên cha mẹ vì đại diện cũng như thay lời cảm ơn đến quý vị ngày hôm nay đã về chung chia để vui niềm hạnh phúc. Thưa quý vị, đây là thời khắc tình yêu tuyệt vời nhất cho tình yêu của Xuân Tuấn và Ngọc Bích. Những ngọn nến lung linh của nhà hàng tiệc nữ thảo chúng tôi cùng với những dòng điều đồng đang minh chứng cho tình yêu tuyệt vời của đôi bạn trẻ Xuân Tuấn Ngọc Bích sẽ mãi mãi được hòa quyện vào nhau như nước sông biển lớn. Anh sẽ là dòng sông để em là biển rộng, anh sẽ là lối nhỏ để em bước vào đời. Vâng, một lần nữa xin chúc mừng và xin mời đôi bạn trẻ hãy cùng dâng lên. Xin mời chú rể tiếp tục mời điệu vị đại diện cho họ nhà gái. Vâng, thưa quý vị, người ta thường hay nói rằng con gái là con người ta, con dâu đích thực con bà ơi. Và quý vị đang được chứng kiến giờ phút này đôi bạn trẻ đang nâng những ly điệu tình yêu dâng lên cha mẹ, đất bác cũng như vị đại diện cho gia đình để thay cho lời đền đáp nghĩa nặng ơn sâu. Vâng, rất tuyệt vời. Xin mời chú rể chúng ta hãy cùng tiếp tục mời điều vị đại diện ạ. Và giờ phút này thì xin mời các bạn trẻ hãy cùng cầm hai ly điều của chúng tôi trở về vị trí trung tâm. Hãy đứng nhìn vào nhau đi ạ. Cầm điều bằng tay phải và hãy chéo tay nhau lại, tượng trưng cho một lời nguyện ước tình yêu mãi mãi bay xa. Chúng tôi làm nơi được ngắm tình yêu. Nhà hàng chúng tôi cũng có món quà sơn tặng cho đôi bạn trẻ. Vâng, xin
và những nhà hàng tiệc cưới tân hào chúng tôi thay cho lời cảm ơn, lời chúc mừng tình yêu. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn, chúc quý hai gia đình trong những thông gia của mình, đặc biệt là chúc cho tình yêu của Xuân Tuấn Ngọc Bích trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phụ thê. Xin mời đôi bạn trẻ cùng quý hai gia đình hãy đến từng bàn để nhận những lời chúc mừng từ phía quý vị khách. Xin cảm ơn và chúc mừng. Qua đêm nay sóng gió sẽ về với mấy ngàn, dậy đi yêu thương, ta hãy khép mi nỗi buồn. Sâu thẳm trong mắt em là ánh mắt của anh, nhìn em âu yếm những xung động trái tim yêu mến. Qua đêm nay hai ta sẽ chung sống suốt đời, phải không em ơi, anh ước mong lâu lắm rồi. Suốt đời và mãi mãi chúng ta khắc tên mình với nhau, để rồi mai về sau sáng lấp lánh dù cho thế nào. Sóng gió sẽ về với mấy ngàn, dậy đi yêu thương.